Mày bé tiếng tí đi, tôi đang làm việc. Không à, xem phim mà bé thì xem làm sao được. Ngàn cua. Đúng rồi, phải như thế. Tôi đã bảo bé thôi, để tôi làm việc. Thì sao đấy? Em đã bảo rồi, xem tivi rồi xem bé thì sẽ làm gì? Ơ, này! Đang xem rồi, tắt tivi của em. Trật tự để tôi làm việc. Anh bị chập đấy à? Phải. Làm sao? Tôi đang ngập đến tận cổ đấy rồi đây này. Làm sao phải ngập đến tận cổ? Quanh năm suốt tháng vẫn ngồi im đấy có làm sao đâu. Tự nhiên hôm nay dở trứng. Này, cái người ngồi không là cô ấy, không phải là tôi đâu. Này, anh nói ai đấy? Tôi chả nói ai cả. Tôi đang có chuyện muốn nói đây. Anh đừng có mà đánh trống lảng. Trả lời xong mình nói gì thì nói. Khổ quá, làm sao mà cứ phải sồn sồn lên thế? Nó phải có từ A nó mới đến được B. Nó phải có nguyên nhân thì nó mới đến kết quả. Lòng vòng, nói ngay. Ý tôi muốn nói là từ trước tới nay ấy, mình có cảm thấy là thừa chân thừa tay, mà cảm thấy là không làm gì việc gì cả. Chân tay nó có bị thừa không? Ôi là nước ơi, ôi là nước ơi. Đời tuổi nhà ai có một người chồng nào muốn chặt tay chặt chân vợ đi bán không? Đi mồm đi, khổ quá đấy. Tôi bảo chặt chân chặt tay bao giờ? Ý tôi muốn nói là gần đấy thời gian không có cái việc gì làm cả, có cảm thấy thừa chân thừa tay không? Tức là muốn cần có một việc gì đó để làm không? Thì sao không nói luôn đi còn lòng vòng? Mà ý anh bảo tôi là ăn không ngồi rồi ý gì? Tôi không nói như thế, nhưng mà tôi muốn nói là có nên kiếm một cái việc gì đó làm cho nó vui không? Chứ ai lại cứ suốt ngày ra ra vào vào cơm này, cơm này, nước này, nước. Này, anh cứ cắm mặt vào mấy quyển sách vở với cả cái đống điện đóm này của anh ấy. Anh có biết thế nào là cơm nước giặt rũ, rửa bát giặt quần áo không? Tôi biết chứ, thế nhưng mà tại hôm nay mình làm ồn quá, tôi không tập trung để làm việc được. Này, anh ích kỷ nó vừa thôi. Tôi vất vả mệt mỏi như thế, hở ra giải trí một tí là anh cằn nhằn. Mà thôi, không phải thanh minh, không phải giải thích, không phải trình bày cái gì hết. Tôi nói cho bà biết nhá, tôi đang chờ thời cơ thôi, rồi tôi sẽ giàu cho mà xem. Tóm lại là tôi cũng sẽ không đi làm thuê cho ai hết, biết chưa? Đấy. Hả? Có chuyện gì? Hả? Chưa bao nhiêu năm hành nghề buôn chuyện của chị, chắc chắn em có chuyện gì. Kể xem nào, tâm sự với chị đi. Em khổ lắm chị ơi. Sao đấy? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh để chị nghe em chuyện gì nào. Thôi, em khóc nữa. Chân tay thừa thãi nó thế đấy. Ô hay, cô làm cái gì đấy? Ôi thôi chết, em ăn không ngồi rồi vô tích sự nó thế đấy mình ạ. Ôi kiểu mình ơi mình. Này, cô quá đáng lắm rồi đấy nhá. Lấy phải vợ đoảng nó thế đấy mình ạ. Bà gọi em sang đây có việc gì? Tôi đang nẫu hết cả ruột rồi đấy. Này, cứ vô no vô nghĩ như em lại sướng. Ăn no nằm khẩy, học rộng tài cao như bác. Em thấy hại não quá. Ôi, ai được chú. Ăn no xong rồi nằm khẩy răng ra. Đây nếu mà nó thuộc về phạm trù khoa học kỹ thuật ý, thì tôi không chấp. Đây nó không phải mới là tôi khó xử chứ đấy. Thôi, làm hớp trà ra bảo ấy.
cho nó hạ hỏa, sau nói chuyện tiếp. 1.000 năm mới được một ấm đấy, uống đi anh. Cái gì? 1.000 năm mới được một ấm. Chè chú để 1.000 năm á? Ừ, quý lắm mới mang cái đây pha cho uống đấy. Thôi thôi thôi, của chú Tất. Đớt. Chè ông để 1.000 năm ông mới mang ra ông pha thì tôi uống vào thì tôi vãi ruột vãi gan rồi chả. Ok. Mang ra cho bác uống thì chê. Để nhà con thùng buồng nhà em nó làm hợp phát hết cả hộp. Thôi thôi thôi, chú thụ Tất đi. Ngồi nhìn nhá, tình tướng. Thôi, khổ quá, có việc gì thì cứ nói luôn đi. Cô vỗ mở mở, thế giờ ngồi còn trầm tư suy nghĩ. Người suy tưởng của cô đanh à. Nói đi, nói đi nha. Huyền ơi, Huyền. Dạ. Tôi chị bảo nhanh lên. Đây, chờ em tí. Nhanh lên. Huyền mà lên mệt. Chị bảo này, hỏng rồi. Sao mà hỏng? Cái gì hỏng? Chồng cô ấy đang ở bên nhà tôi kìa, đang buôn chuyện với lão vui nhà tôi, hỏng hết cả rồi. Ôi, chồng em hỏng á? Hỏng cái gì? Khổ quá hả, cả hai bên đều hỏng. Thế này này, không hiểu là tôi bàn với cô kế như nào mà cô làm thế nào ấy, mà chồng cô và chồng tôi ấy đang buôn với nhau là bàn kế ly dị đấy. Hả? Ừ, em mà ly dị thì đôi bên đổ vỡ hết em ạ. Chị ơi, làm thế nào bây giờ? Ở quê em ấy mà bị mang tiếng là bỏ chồng mà chỉ có trôi sông thôi đấy. Khiếp quá, làm gì mới lắng nhắng như thế làm tôi rồi. Thôi yên tâm nhá. Qua bao nhiêu năm chị cũng va chạm nhiều rồi. Để chị tính kế nhá, yên tâm nhá. Tính nhanh lên. Từ từ đừng có giục, khổ quá. Úi dồi, cái gì thế này? Hả? Làm cái trò này, định giết nhau à? Tôi chết đây. Bên phải nhìn này, kiểu như khổ quá. Rồi không muốn sống không có nghĩa là cần phải chết. Hả? Ý tôi là... Ý anh nhỉ, tôi không phải biết. Tôi chỉ biết tôi phải đi trước ngay đây. Rồi, để cho anh đỡ phải nhìn thấy con vợ vừa lười vừa vụng về nữa. Khổ quá, rồi ơi. Anh nói vớ vẩn linh tinh. Mạng sống là không thể đùa được đâu. Ôi. Nói chung là gớt đã từng nói. Này, tôi không quan tâm gớt là ông nào hết. Nhớ, nói tóm lại là anh đã không quan tâm đến tôi, anh muốn bỏ tôi đấy, còn nói làm cái gì nữa. Tôi chết rồi. Này, từ từ. Cái gì hả? Ai nói là ai nói là tôi có ý định bỏ vợ? Là định rồi đúng không? Ai nói? Tôi biết hết rồi nhớ, chị Lụa nói với tôi đấy. Chị ý bảo là anh bàn với ông vui kế để bỏ tôi đúng không? Khổ quá, tôi nói thế bao giờ hả? Tôi chỉ sang và tôi nghe thằng Vui nó nói là mình nói với mọi người là tôi là thằng cờ bạc nợ đần chồng chất. Tại sao có chuyện đấy? Điên à? Có mà dở hơi ấy. Em có bị thần kinh đâu mà em đi nói thế. Em thề với cả cái dây thừng này luôn là em không bao giờ em nói mình như thế cả. Thật không? Thật. Thề đi. Em thề mà rồi còn gì nữa. Thế hóa ra không phải à? Tất nhiên. Thế là nghe gà vào quốc à? Ê mà, nào, thế bây giờ các con còn có ý định làm được không? Thắng mà, mình không bỏ em nữa thì em tự tử làm cái gì? Ê mà, đẩy hết cả hồn. Mình, lại chính chị Lụa bày cho em mình cái này đấy. Trời ơi, lại cái con Lụa.